Cô chào các con. Hôm nay cô và các con lại tiếp tục học bài 68. Bài 68 của các con có hai vần. Vần ốc và vần ác. Cô và các con đi tìm hiểu qua vần thứ nhất. Vần ốc được ghép bởi hai âm. Âm o đứng trước, âm tờ đứng sau. Chúng ta đọc o tờ ốc. O tờ ốc. Đọc trơn là ó, ó. Được tiếng ó, vần ó. Ta thêm âm hờ, dấu thanh sắc, ta được tiếng hót. Các con đánh vần. Hờ, ót, hót, sắc hót. Hờ, ót, hót, sắc hót. O, tờ, ó. Hờ, ót, hót, sắc hót. O, tờ, ó. Hờ, ót, hót, sắc hót. Đọc trơn là hót. Tiếng hót có trong trừ. Tiếng hót. Tiếng hót. Các con đọc lại. O tờ ót. Hờ ót hót sắc hót. Tiếng hót. Các con quan sát tranh. Đây là bức tranh vẽ những chú chim. Chim hót rất là hay. Chim hót rất là hay. Người ta thường nuôi chim để làm cảnh. Và ở trong sở thú cũng có rất nhiều loại chim. Chim sơn ca này. Rồi những con chim vẹt này, chim sáo sậu này, chim tam hoàng vân vân, rất nhiều loại chim mà cô không thể đếm được hết. Đây là được thể hiện bằng chữ viết của từ bức tranh. Tờ yên tiên sắc tiếng, hờ ót hót sắc hót. Chúng ta đọc trơn tiếng hót. Tiếng hót có vần ót. Hôm nay các con học, các con đọc lại. O tờ ót, hờ ót hót sắc hót. Tiếng hót. O tờ ót. Hờ ót hót sắc hót. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất. A tờ ác. A tờ ác. Đọc trơn. Ác. Ác. Vần ác. Thêm âm hờ và dấu thanh sắc, ta được tiếng hát. Các con đánh vần. Hờ ác hát sắc hát. Hờ ác hát sắc hát. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Đọc trơn là hát. Tiếng hát có trong từ ca hát. Ca hát. Chúng ta đọc lại. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Ca hát. Chúng ta quan sát tranh vẽ. Đây là bức tranh vẽ một em bé gái và một em bé trai đang hát song ca. Các bạn đang hát. Đây là những nốt nhạc các bạn được hát ở trên lớp. Đấy. Đây là từ được thể hiện bằng chữ viết. Cờ a ca hờ a hát sắc hát. Ca hát. Ca hát. Chúng ta đọc lại. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Ca hát. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Ca hát. Cô và các con so sánh vần. Chúng ta học vần hôm nay, vần ót và vần ác có điểm nào giống nhau? Giống nhau kết thúc bằng âm tờ. Khác nhau, vần ót có âm o, vần ác có âm a. Cô và các con đọc lại bài. O tờ ót. Hờ ót hót sắc hót. Tiếng hót. O tờ ót. Hờ ót hót sắc hót. Tiếng hót. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Ca hát. A tờ ác. Hờ ác hát sắc hát. Ca hát. Cô và các con sang phần luyện từ. Bờ anh banh sắc bánh, ngờ ót ngót nặng ngọt. Bánh ngọt. Các con đọc lại. Bánh ngọt. Bánh ngọt. Đây là một loại bánh người ta làm có rất nhiều đường, nó ngọt, có vị ngọt. Người ta gọi đó là bánh ngọt. Các em chỉ ăn bánh chơi vui thôi, đừng ăn nhiều sẽ bị sâu răng.
và không tốt cho sức khỏe. Từ tiếp theo chúng ta đọc: trợ ai trai sắc trái, nhờ ót nhót sắc chót. Trái nhót, trái nhót, trái nhót. Từ tiếp theo: bờ ai ba ngã bãi, cờ ác cát sắc cát. Bãi cát, bãi cát, bãi cát. Từ tiếp theo: chờ e chê họ trẻ, lờ át lát nặng lạc. Trẻ lạc, trẻ lạc. Những tiếng nào trong từ hôm nay chúng ta học? Tiếng nhót có vần ót, tiếng ngọt có vần ót, tiếng cát và tiếng lạc có vần át. Cô và các con đọc lại: bánh ngọt, bánh ngọt. Trái nhót, trái nhót. Bãi cát, bãi cát. Chẻ lạt, chẻ lạt. Chúng ta sang phần luyện viết. O tờ ó, a tờ á. Tiếng hót, ca hát. Những con chữ được viết 5 ly là g, h. Những con chữ được viết 3 ly là âm tờ. Hôm nay chúng ta viết kết thúc bằng âm tờ. Vì vậy cho nên những âm tờ này được viết 3 ly. Các con đọc lại: ó, á. Tiếng hót, ca hát. Chúng ta đọc lại: ó, á. Tiếng hót, ca hát. Chúng ta sang trang bên, quan sát bức tranh thứ nhất. Bức tranh thứ nhất vẽ gì các con? Đây là một gốc cây rất là cao. Đây là em bé trai cầm cuốc. Em bé gái xách thùng đi tưới nước. Và đây là mặt hình âm mặt trời đang chói nắng. Các bạn đang lao động ở sân trường. Và sau khi thời gian lao động, các con đã rào cây, trồng cây, rồi nắng các con vào nghỉ ở dưới gốc cây. Và trên cành cây này có những chú chim hót rất là hay. Bây giờ cô và các con cùng vào nội dung bài. Đây là một bài thơ. Ai trồng cây? Ai trồng cây? Ai trồng cây? Người đó có tiếng hát. Người đó có tiếng hát. Người đó có tiếng hát. Trên vòm cây. Trên vòm cây. Trên vòm cây. Chim hót lời mê say. Chim hót lời mê say. Chúng ta đọc lại toàn bài. Ai trồng cây? Người đó có tiếng hát. Trên vòm cây. Chim hót lời mê say. Ai trồng cây? Người đó có tiếng hát. Trên vòm cây. Chim hót lời mê say. Đó là nội dung của bài đọc. Cô và các con chuyển sang phần luyện nói. Nhìn vào bức tranh luyện nói. Bức tranh vẽ gì? Gà gáy. Chim hót. Chúng em ca hát. Chúng ta đọc lại. Gà gáy. Chim hót. Chúng em ca hát. Sau mỗi một từ, cách nhau một dấu phẩy, chúng ta ngắt hơi. Chúng ta đọc lại. Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát. Đây là con gà thường hay gáy sáng. Và chim thì hót trên cành cây cao. Và đây là bé và bạn đang hát. Đây là chúng em ca hát. Cô và các con đọc lại bài. O tờ ót, hờ ót hót sắc hót. Tiếng hót. O tờ ót,
hờ ó hót sắc hót tiện hót a tờ á hờ á hát sắc hát ca hát a tờ á hờ á hát sắc hát ca hát. Chúng ta đọc qua từ bánh ngọt bánh ngọt. Trái nhót trái nhót. Bãi cát bãi cát. Chẻ lạt chẻ lạt. Ót áp. Tiếng hót ca hát. Ai trồng cây người đó có tiếng hát. Trên vòm cây chim hót lời mê say. Trong bài này tiếng nào có vần hôm nay các con học? Tiếng hát có vần át, tiếng hót có vần ót. Đây là một bài thơ được viết hoa những chữ đầu dòng. Âm A trong tiếng ai? Con chữ N trong tiếng người. Con chữ tờ trong tiếng trên. Con chữ cờ trong tiếng chim. Và đây là một bài thơ cho nên hết câu chúng ta lại sang dòng và viết hoa đầu dòng. Khi được viết, viết thẳng hàng. Chúng ta đọc lại. Ai trồng cây? Người đó có tiếng hát. Trên vòm cây chim hót lời mê say. Gà gáy chim hót chúng em ca hát. Nội dung bài học của các con đến đây đã hết rồi. Các con cố gắng đọc bài nhiều lần để bài học của các con sẽ đạt tốt hơn, tốc độ đọc nhanh hơn. Cô chúc các con học giỏi. Cô chào các con. Hẹn các con ở tiết học sau. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.